Thế rồi hả? Nhanh nữa hả? Thế thôi hả? Mỗi đợt chứ. Hai đợt hả? Ba đợt như rưỡi. Ba đợt như rưỡi. Mỗi đợt là ba lần phun, mỗi lần phun là ba cái phun. Nghĩa là ba hồi 9 tiếng á. Hôm nay mai không con trước mẹ để coi kiểm tra với mẹ.